Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Cursu Original. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục một chuyên mục không thể thiếu của Cursu, đó chính là phân tích game kinh dị. Và tựa game được anh em recommend nhiều nhất cho mình gạo gần đây, đó chính là Folia Dear Father. Tựa game này có gì hay ho? Quẩn khúc ở trong ngôi trường đại học này là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Folia Dear Father là một tựa game kinh dị sinh tồn và chút lén nút. Game mới ra mắt ngày 30 tháng 4 năm 2020 bởi Real Game Machine. Theo cảm nhận của mình về tựa game này, thì so với những tựa game kinh dị khác, nó không quá nổi bật về mặt đồ họa. Nhưng về mặt cốt truyện thì mình đánh giá khá cao. Cảm xúc sau khi chơi xong của mình chính là sâu sát, buồn cho nỗ lực của người con và buồn cho mình, gia đình đã tự hạnh phúc. Ý nghĩa mà game mang đến đã đập tan những cảm xúc sợ sệt của mình. Sau mỗi lần jump scare, nếu ai đã từng xem, từng chơi mà vẫn chưa nắm bắt được cảm xúc của game, vậy thì hãy cùng mình đào sâu vào những tầng ý nghĩa của tựa game này và cốt truyện đằng sau tựa game nhé. Và ok, bắt đầu thôi. Folia theo tiếng Ý có nghĩa là điên cuồng. Đây sẽ là cảm xúc xuyên suốt hành trình của một chàng trai trẻ có tên là Marcus Fitz. Đầu game sẽ là cảnh chàng trai này bị đánh thức bởi một thông báo email tới từ trường đại học mà cha mẹ anh đang làm việc. Tin nhắn có viết rằng có chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng đã xảy ra với cha mẹ của anh và anh cần đến trường đại học càng sớm càng tốt. Sau đó, Marcus nhận được một tin nhắn từ người bạn Ryan. Anh ta cũng nhận được email lạ đó và hẹn gặp Marcus. Họ cùng nhau di chuyển đến trường đại học. Nhưng khi đến đây, cánh cổng hay lối đi chính đã bị chặn lại. Họ buộc phải đi qua cánh cổng cũ. Tới đây thì chúng ta sẽ chỉ còn lại Marcus khám phá ngôi trường. Trong quá trình tìm hiểu, Marcus nhận thấy có rất nhiều điều bất thường đã xảy ra tại nơi đây. Đặc biệt là những cái xác không còn nguyên vẹn. Người thì mất đầu, người thì bị moi ruột. Nhìn giống như họ đã bị một thứ gì đó tấn công và phải chịu rất nhiều đau đớn trước khi chết. Một nơi để học tập giờ không khác gì một nò mổ. Những vệt máu dài đã giúp Marcus, à không, đã hại Marcus, dẫn anh ta tới những quái vật hình người. Đa phần chúng đón tiếp anh không mấy thân thiện. Đầu tiên là một người phụ nữ và một đứa nhóc. Nhìn thì giống người, nhưng hành xử thì không giống một con người chút nào. Họ luôn tìm cách lao vào Marcus như lũ zombie đói thịt. Nhưng họ chỉ là mối đe dọa nhỏ hơn rất nhiều so với một sinh vật béo khác. Marcus cứ bị nó bắt rồi lại thoát, rồi lại bị bắt. Tồi tệ hơn cả, anh phải chứng kiến những người khác bị tra tấn và bị giết dã man ngay trước mắt. Vào khoảnh khắc sắp bị sinh vật béo giết, một sinh vật gầy khác bỗng xuất hiện, giúp anh có đủ thời gian để chui xuống cống ngầm. Nhưng đúng là tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa. Ở dưới cống cũng xuất hiện những sinh vật lạ có cái lưỡi rất dài. Ngoài ra, anh còn đối mặt với một tên điên loạn cầm một cái xẻng đòi giết người. Trông hắn ta giống y hệt như một người lính cứu hỏa. Khi bị tóm, Marcus tưởng rằng sẽ bị ăn nguyên cái xẻng, thì bỗng nhiên hắn bật khóc rồi thả cho Marcus đi. Sau đó thì hắn cũng bị chính sinh vật gầy giết. Sau khi thoát khỏi cống ngầm, Marcus tìm được đường ra khuôn viên trường. Anh tiếp tục phải đối mặt với một con chó có bộ lão bị lòi ra ngoài. Sau khi chật vật thoát khỏi con vật kỳ dị, lúc này Marcus hy vọng rằng cha mẹ anh vẫn còn sống. Không thì ít nhất anh cũng phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với họ. Vậy nên anh tiếp tục đơn độc kiểm tra. Sự việc dần được sáng tỏ khi Marcus gặp tiến sĩ Scott. Cả hai bị ngăn cách qua một cánh cửa, không thể mở ra. Ông nói rằng nơi đây đang nghiên cứu loại thuốc chữa bệnh và một trong những đối tượng thử nghiệm đã chết. Nhưng sau đó lại đột nhiên sống lại và tấn công tất cả mọi người. Tiến sĩ Scott thúc giục Marcus chạy trốn, đừng để rơi vào tay đối tượng này. Đó chính là sinh vật gầy mà chúng ta đã từng gặp. Bằng sự thông minh, Marcus đã thành công tiêu diệt hắn bằng một đám cháy. Mọi việc
tưởng chừng như dần kết thúc khi Marcus tìm thấy cha của mình. Sự vui mừng của anh tắt ngủm khi cha từ chối trốn thoát cùng anh. Cả hai nổ ra một cuộc cãi vã nhỏ. Marcus trách cha mình đã gây ra những cái chết. Nhưng sai lầm của ông cũng chỉ vì cứu vợ mình. Đó cũng chính là mẹ của Marcus. Đến đây, cha cho anh hai sự lựa chọn để kết thúc mọi việc. Thứ nhất là kích hoạt một vụ nổ, hủy bỏ toàn bộ tòa nhà và những thứ khủng khiếp tại đây. Thứ hai, đó là có một lối thoát hiểm. Marcus có thể rời đi một cách an toàn. Trước khi Marcus đưa ra được quyết định, cha anh đã tự sát bằng một khẩu súng. Marcus buộc phải bỏ lại người mẹ và cứ thế rời đi. Anh được tìm thấy bởi người bạn Ryan và đội SWAT. Một thời gian sau, căn nhà hạnh phúc giờ đây chỉ còn lại Marcus. Những gì còn lại chỉ là những mảnh ký ức tốt đẹp, những đoạn phim kỷ niệm và chiếc ổ cứng chứa dữ liệu nghiên cứu của chính cha anh. Liệu Marcus có muốn tiếp tục công việc của cha hay không? Điều đó còn tùy thuộc vào anh. Và đó là những gì mà chúng ta đã thấy trong game. Dù cốt truyện có vẻ khá thẳng, nhưng mình tin vẫn có một số điểm mơ hồ. Vậy nên, mình đã chắp lối các thông tin có được và đưa ra một vài giả thuyết như sau. Đầu tiên là về một công trình nghiên cứu có tên CC09. Trong quá trình chơi, mình đã tìm thấy một vài tờ ghi chú. Trong đó có một tờ nhật ký của lão bảo vệ. Ông ta tâm sự rằng, từ đầu năm 2016, dưới tầng hầm của trường đại học thường phát ra những âm thanh kỳ lạ. Một bản báo cáo khác cũng cho thấy cảnh sát cũng đã vào cuộc để điều tra. Họ cho lắp đặt camera để tìm hiểu sự việc. Ấy vậy mà cả trường không hề biết rằng ngay dưới tầng hầm đang có một mối đe dọa. Dựa vào đoạn phim này, ta có thể khẳng định ngôi trường đang thực hiện một công trình nghiên cứu thuốc chữa bệnh, cụ thể là bệnh ung thư. Nhưng họ không hề công khai và bí mật thực hiện nó ở dưới tầng hầm. Theo như các tờ ghi chú, thì người có liên quan bao gồm cha mẹ của Marcus, tiến sĩ Philip Scott, giáo sư Todd Strell, tiến sĩ Abraham Kethoff, tiến sĩ Simon và cuối cùng là tiến sĩ Crab Hardison. Đây cũng chính là người tận tụy nhất khi dành nhiều năm để nghiên cứu. Nhóm tiến sĩ đã cùng nhau tạo ra thuốc chữa bệnh ung thư và đặt tên cho nó là CC09. Và khi đã hoàn thành thuốc thì tất nhiên họ cũng cần phải thử nghiệm công dụng của thuốc. Tiến sĩ Crab Hardison đã mạnh dạn thử nghiệm loại thuốc này bởi ông ta vốn dĩ đã bị ung thư não. Ông trở thành bệnh nhân đầu tiên tiêm thuốc vào ngày 10 tháng 4 năm 2016. Mọi chỉ số đều bình thường, thậm chí còn có dấu hiệu khả quan. Nhưng 4 ngày sau đó, tiến sĩ Crab qua đời mà không rõ một lý do. Tồi tệ hơn, ông ấy lại bất ngờ sống dậy, cư xử bất thường và hoàn toàn mất trí. Crab bắt đầu tấn công bất cứ ai trong tầm mắt. Chỉ khi đến Marcus xuất hiện mới có thể chấm dứt sự đoàn loạn của ông ta. Và như các bạn thấy, Crash không phải là quả giật duy nhất tấn công Marcus, chứng tỏ những kẻ đó cũng chính là nạn nhân của CC09. Tất nhiên, thuốc mới thì cần thử nghiệm nhiều đối tượng. Và đối tượng thử nghiệm thứ 2 và 3 chính là một người phụ nữ và một đứa nhóc. Theo như tấm ảnh thì mình khẳng định đây là hai mẹ con. Có thể người con đã mắc bệnh, và vì thương người con mà người mẹ cũng tình nguyện thử thuốc cùng con. Điều này đã khiến cả hai thành quái vật và tàn sát mọi người. Cho đến lúc chết, họ cũng vẫn ở cạnh nhau. Đối tượng thử nghiệm thứ tư là một anh chàng béo. Không rõ là anh chàng này bị mất hàm dưới từ trước hay là sau khi thử nghiệm thuốc. Khi biến đổi, anh ta không hoàn toàn mất đi ký ức, không giết người cuồng loạn. Hắn bình tĩnh bắt cóc lạ nhân, tra tấn họ bằng những cách thức dã man để thỏa mãn đam mê. Đối tượng thử nghiệm thứ 5 là một anh chàng lính cứu hỏa có tên Harry Gibson. Anh ta vốn là một người tốt bụng, nhưng khi biến đổi, anh ta trở thành một kẻ hung hãn, cầm cây xẻng và giết chết mọi người. Cả cống ngầm gần như bị quét sạch bởi chính Harry. Anh ta tóm được Marcus, nhưng có vẻ phần người trong anh đã trỗi dậy kịp thời. Anh hối hận và thả cho Marcus đi. Và đối tượng thử nghiệm cuối cùng cũng chính là mẹ của Marcus.
bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư từ trước. Đây chính là lý do mà hai vợ chồng bí mật nghiên cứu dưới tầng hầm và không muốn để cho người con trai biết. Ngoài ra, vẫn còn một số điểm khá mơ hồ khác. Đó chính là người gửi email cho Marcus ở đầu game. Xuyên suốt cuộc hành trình, mình vẫn không thể tìm được câu trả lời này. Không rõ người này nhắn tin từ bên trong hay bên ngoài trường đại học. Nhưng ngay cả cảnh sát còn chưa xông vào trường mà người này lại biết được tình hình. Vậy chỉ có thể đây là đồng nghiệp của cha mẹ Marcus và là một trong những người bị mắc kẹt tại trường. Nhưng tuy nhiên, khả năng người này vẫn còn sống sót là không cao. Ngoài ra thì mình không rõ nhà phát triển đưa nhân vật Ryan vào trong này làm gì. Anh chàng này chỉ đóng vai trò lái xe, sau đó thì bỗng dưng biệt tăm, bỏ mặc thằng bạn vào trong đó một mình. Đến cuối lại xuất hiện với vai trò báo cảnh sát và tìm kiếm Marcus. Mình đã hy vọng Ryan sẽ hỗ trợ và làm điều gì đó cần thiết hơn là chỉ xuất hiện ở đầu và cuối. Ok, hãy bỏ qua các chi tiết không cần thiết đó. Giờ thì mình sẽ tổng hợp toàn bộ thông tin và sắp xếp lại một dòng thời gian nhé. Gia đình của Marcus vốn là một gia đình hạnh phúc. Cho đến năm 2015, mẹ của Marcus chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư. Bà và chồng quyết định giấu đứa con và không cho nó biết về căn bệnh của mình. Đầu năm 2016, hai vợ chồng cùng nhóm các tiến sĩ ở trường đại học bí mật nghiên cứu thuốc chữa bệnh ung thư CC09. Tháng 4 năm 2016, họ bắt đầu thử nghiệm thuốc trên người. Những dấu hiệu ban đầu rất khả quan, nhưng chỉ sau vài ngày, những người thử nghiệm bắt đầu mất trí, cư xử bất thường. Đỉnh điểm là ngày 14 tháng 4 năm 2016, tiến sĩ Kraft, đối tượng thử nghiệm đầu tiên vốn đã chết, bỗng dưng sống dậy. Ông ta tấn công và truy sát tất cả mọi người từ dưới tầng hầm. Vụ tấn công đã vô tình làm rò rỉ khí ga, khiến cho nhiều người bị mắc kẹt trong trường. Lúc này, các đối tượng thử nghiệm khác cũng đồng loạt biến đổi, từ cống ngầm cho đến mặt đất, từ nơi học tập đến khuôn viên trường. Tất cả những người bị mắc kẹt đều bị giết hại dã man. Một ai đó trong trường đã nhắn tin và báo cho Marcus. Và ngay trong đêm đấy, Marcus đã đến trường để tìm kiếm cha mẹ. Anh phát hiện ra công trình của họ đã vô tình tạo lên thảm kịch, khiến cho nhiều người chết oan. Không thể làm gì hơn, Marcus bất lực trước sự ra đi của cha mẹ. Họ để lại cho anh một công trình nghiên cứu còn đang dang dở. Liệu Marcus sẽ tiếp tục công trình như thế nào? Thành công ức chế thuốc hay tạo ra một trường đại học kinh dị tiếp theo? Mình cũng không biết nữa. Nhưng thường thì con không giống lông thì cũng giống cánh mà. Và đó là những giải thích của mình cho tựa game kinh dị Folia Dear Father. Đã lâu rồi mình không làm một tựa game đầy máu me như thế này. Mong rằng các bạn sẽ thích nó, cũng như tiếp tục ủng hộ bằng cách nhấn thích và đăng ký cho kênh. Mình sẽ cố gắng đưa ra nhiều tựa game kinh dị hơn nữa trong tương lai. Nên hãy ấn cả chuông để nhận thông báo nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Peace!